Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 12 Tây tháng 2 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có một bản tin và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên, kính thưa quý vị, với nhan đề Mike Pence, kẻ phản bội hợp pháp giờ thứ 25. Và cuộc chiến sắc lệnh hành pháp với Jack Smith. Kính thưa quý vị, cựu phó tổng thống Mike Pence đã được công tố viên đặc biệt giám sát hai cuộc điều tra hình sự của cựu tổng thống Donald Trump là ông Jack Smith gửi trác đội hầu tòa. Cựu công tố viên Glenn Kirshner là một nhà phân tích pháp lý. Ông đã xuất hiện trên MSNBC để thảo luận về trác đội hầu tòa của ông Jack Smith để triệu tập Mike Pence như một phần của cuộc điều tra về nỗ lực của cựu tổng thống nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và các sự kiện dẫn đến cuộc nổi dậy tại điện Capitol. Glenn Kirshner đã nói thêm rằng thông thường khi mà chúng tôi tham gia vào các cuộc điều tra quy mô lớn của đại bồi thẩm đoàn thì chúng tôi luôn để lại những nhân chứng quan trọng nhất cho giai đoạn cuối của cuộc điều tra. Tại sao? Bởi vì chúng tôi muốn nắm được trong tay tất cả thông tin và bằng chứng có thể có từ tất cả những nhân chứng nhỏ hơn. Chúng tôi muốn sử dụng những thông tin đó để đối chất với những nhân chứng quan trọng nhất bằng mọi thứ mà chúng tôi đã có. Thưa quý vị, trong những tuần trước cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sai sự thật rằng phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence. Khi đó, ông có quyền để ngăn cản ông Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách từ chối các phiếu đại cử tri trong vai trò chủ tịch Thượng viện. Bởi vì vai trò này thật sự đúng ra nó chỉ là hoàn toàn mang tính nghi lễ của một phó tổng thống. Nhưng mà Donald Trump đang nghĩ quá xa. Công tố viên liên bang Jack Smith, ông đang dẫn đầu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những nỗ lực của Trump để duy trì quyền lực và chức vụ sau khi thua cuộc tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cũng như cuộc điều tra hình sự về các tài liệu mật được tìm thấy ở nơi ở riêng của Trump tại Mar-a-Lago. Mike Pence đang phải đối mặt với trác đội hầu tòa sau nhiều tháng đàm phán giữa nhóm pháp lý của ông và các công tố viên liên bang. Bộ Tư pháp cũng tống trác đội hầu tòa Robert O'Brien là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời chính quyền Trump, là người đang khẳng định đặc quyền hành pháp để tránh tham gia vào các cuộc điều tra của công tố viên đối với ông chủ cũ của mình. Theo cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti, thì mặc dù bản chất của trác đội hầu tòa của Mike Pence chưa được biết rõ, nhưng mà Bộ Tư pháp có khả năng đang tìm kiếm lời khai của ông ta về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào điện Capitol của Hoa Kỳ. Renato Mariotti đã tweet rằng Mike Pence là nhân chứng rất quan trọng vì Trump được cho là đã gây áp lực với ông ta để từ chối xác nhận các phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 hoặc trì hoãn thủ tục bằng cách gửi trả ngược lại các phiếu đại cử tri đoàn cho các tiểu bang. Nhân viên của ông Mike Pence đã làm chứng về chiến dịch gây áp lực này của Donald Trump, nhưng mà riêng Mike Pence đã có một số cuộc trò chuyện riêng với Donald Trump. Kể từ cuộc bạo loạn tại điện Capitol, thưa quý vị, ông Mike Pence đã mô tả các hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 là liều lĩnh và đổ lỗi cho các hành động của Trump là do những lời khuyên tồi tệ từ các luật sư của Trump. Tuy nhiên, cựu công tố viên Renato Mariotti đã lưu ý trên Twitter rằng Mike Pence có khả năng là một trong những nhân chứng cuối cùng của Jack Smith,
khi mà cố vấn đặc biệt đang xây dựng một hệ thống tấn công hữu hiệu và chắc chắn thắng về nhân vật đầu não là Donald Trump. Với âm mưu và lên kế hoạch cũng như sự tham gia của Trump trong ngày 6 tháng 1. Điều này có nghĩa là cuộc điều tra sẽ không còn kéo lâu nữa. Như vậy, điều này có nghĩa là Mike Pence sẽ cố gắng chống lại trác đòi hầu tòa hay không? Kính thưa quý vị, không có gì chắc chắn. Thông thường thì những nhân chứng họ muốn làm chứng thì họ luôn yêu cầu trác đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn để họ có thể viện cớ vào đó mà nói rằng họ bị buộc phải làm chứng, ngay cả khi họ có thể sẵn sàng hay là tự nguyện ra làm chứng. Các chuyên gia luật thì họ có quan điểm khác. Họ cho rằng trác đòi hầu tòa của Mike Pence có thể là vỏ bọc để cho ông ta không có vẻ như là ông ta đang quay lưng lại chống Donald Trump. Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin đã tweet rằng các luật sư của Mike Pence muốn nhấn mạnh vào vỏ bọc của trác đòi hầu tòa khi mà họ tiếp tục vạch ra ranh giới giữa sự trung thành với pháp quyền và sự tuân theo quy tắc của Donald Trump. Nhưng mà với chuyên gia pháp lý của Los Angeles Times Harry Littman thì lại cho rằng có thể Mike Pence sẽ chống lại và đưa ra yêu sách đặc quyền hành pháp mà ông ta chắc chắn sẽ thua. Cũng có thể là ông ta biết trước mình sẽ thua, nhưng mà không hề gì, cứ dựa vào sắc lệnh hành pháp để từ chối trước cái đã. Vì thời gian cho việc thư kiện lên các tòa án liên bang và tòa án tối cao sẽ không phải là ngắn, nhưng mà chắc chắn là ông ta phải dứt điểm vấn đề trước khi chính thức tham gia cuộc đua năm 2024. Chắc chắn là ông Mike Pence muốn rảnh tay để tập trung cho việc tranh cử. Ông ta không hề muốn bị những rắc rối pháp lý nó bám theo đoạn đường dài trong cuộc đua của ông ta. Tuy nhiên, về mặt chính trị, thì điều tốt nhất mà Mike Pence nên làm là tuân thủ trác đòi hầu tòa ngay lập tức, hơn là cố gắng chiến đấu trong tuyệt vọng. Với kết quả biết trước rồi, đó là sẽ thất bại. Khi mà được hỏi liệu là ông Mike Pence sẽ có thể trích dẫn đặc quyền hành pháp để từ chối làm chứng hay không, thì cựu công tố viên Glenn Kirshner đã nói thẳng rằng cựu phó tổng thống không có lập luận pháp lý rõ ràng để chiến thắng trên mặt trận đó. Nếu mà Mike Pence dựa vào một sắc lệnh hành pháp mơ hồ để chống lại cố vấn đặc biệt Jack Smith, thì điều đó là vô nghĩa. Ông ta chỉ có thể trì hoãn trong một khoảng thời gian. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì Mike Pence vẫn phải xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn. Có lẽ quý vị thính giả vẫn chưa quên việc Donald Trump đã từng yêu cầu đặc quyền hành pháp hay không. Ông ta đã từng cố gắng sử dụng nó và thất bại trong việc ngăn chặn ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện lấy hồ sơ của Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump. Đó là cũng bởi vì Donald Trump đã không chịu rút ra kinh nghiệm từ bài học với đơn kháng cáo lên tòa án tối cao để tránh trác đòi hầu tòa của một tổng thống đảng Cộng Hòa. Trước đây đó là Richard Nixon. Khi mà ông còn làm tổng thống đương nhiệm năm 1974 đã cho thấy rằng một khẳng định đặc quyền mơ hồ nó sẽ không có hiệu quả. Do đó thì thưa quý vị, vấn đề tiền lệ nó đang đứng về phía chính phủ và Bộ Tư pháp, cũng như đứng về phía cố vấn điều tra Jack Smith. Tuy nhiên thời gian kéo dài, bị trì hoãn trong việc kiện tụng đã từng được xem là một chiến thắng đối với Donald Trump, và bây giờ là Mike Pence. Trác đòi hầu tòa có khả năng kích hoạt một cuộc chiến đặc quyền hành pháp nếu mà Donald Trump hoặc là Mike Pence yêu cầu một thẩm phán ra một phán quyết cho rằng một số hoặc tất cả lời khai của hai người này phải nằm ngoài giới hạn đối với các công tố viên và đại bồi thẩm đoàn nhằm bảo vệ các cuộc thảo luận riêng tư của Tòa Bạch Ốc.
Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị. Cựu công tố viên liên bang, ông Glenn Kirshner, đã nhấn mạnh rằng các đội hầu tòa của Mike Pence là dấu hiệu cho thấy Jack Smith đang áp sát Donald Trump hơn lúc nào hết. Bất kỳ nỗ lực nào muốn dựa vào sắc lệnh hành pháp để kéo dài thời gian đều sẽ gặp thất bại. Các đội hầu tòa đến với Mike Pence là bước đi quyết liệt nhất cho đến nay do cố vấn đặc biệt Jack Smith thực hiện. Và chắc chắn là vụ này sẽ tạo tiền đề cho một tranh chấp pháp lý tiềm ẩn về đặc quyền hành pháp. Nhưng mà chắc chắn là cố vấn đặc biệt Jack Smith sẽ thắng trước Mike Pence, một kẻ phản bội hợp pháp giờ thứ 25 trước ông chủ cũ tệ hại của ông ta là Donald Trump. Và bước sang một bản tin ngắn, kính thưa quý vị, FBI tìm thấy thêm được tài liệu được phân loại tại nhà của Mike Pence. Kính thưa quý vị, một cố vấn của Mike Pence cho biết trong một tuyên bố rằng FBI đã phát hiện thêm một tài liệu mật tại nhà của cựu phó tổng thống Mike Pence ở Indiana hôm thứ Sáu trong cuộc khám xét ngôi nhà kéo dài 5 giờ đồng hồ một cách tự nguyện. Cuộc lục soát diễn ra chỉ vài tuần sau khi mà cựu phó tổng thống đã cho biết là ông đã tìm thấy một số lượng nhỏ tài liệu mật tại nhà riêng của ông. Phạm vi tìm kiếm nó không chỉ bao gồm các hồ sơ mật, mà còn bao gồm cả các tài liệu có thể là bản gốc của hồ sơ tổng thống, cần phải được trả lại cho cơ quan lưu trữ quốc gia. Nhân viên Bộ Tư pháp, họ đã hoàn thành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng và không hạn chế trong 5 giờ đồng hồ và xóa một tài liệu có dấu mật và 6 trang bổ sung không có dấu. Các nhân viên FBI được phép vào nhà của Mike Pence không hạn chế và một thành viên trong nhóm pháp lý của Mike Pence đã có mặt trong suốt thời gian tìm kiếm. Thông thường thì các vấn đề liên quan đến việc giải quyết sai hoặc tiết lộ thông tin mật thường do Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp giải quyết. Nhưng vì các sự việc phức tạp lần này, nó liên quan đến Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, nên Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm cho các cố vấn đặc biệt độc lập để giải quyết. Tuy nhiên, thưa quý vị, truyền thông báo chí, họ đã lưu ý đến một điểm lạ, đó là Bộ Tư pháp không hề đưa ra quan điểm rằng cần có một cố vấn đặc biệt để điều tra vụ tài liệu mật liên quan đến cựu phó tổng thống Mike Pence, mà chỉ tập trung vào hai người tổng thống, một đương nhiệm và một tiền nhiệm. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.